Love for imperfect things. Yêu những điều không hoàn hảo. Part 1 Don't be too kind. Phần một. đừng sống quá hiền lành. Being kind, patient, and always following others is something many of us are taught from a young age. Sống hiền lành, nhẫn nhịn và luôn làm theo ý người khác là điều mà nhiều người trong chúng ta được dạy từ khi còn nhỏ. People like that are often praised for being obedient, sensible, and always trying not to bother others. Những người như vậy thường được ca ngợi là ngoan ngoãn, biết điều và luôn cố gắng để không làm phiền người khác. However, being too kind can make us forget about ourselves, making it hard to love and appreciate who we are. Tuy nhiên, Sự hiền lành quá mức này có thể dẫn đến việc chúng ta quên đi chính mình, không biết yêu thương và trân trọng bản thân. When we constantly suppress our feelings, give in and follow others, we can easily fall into stress, anxiety and even depression. Khi liên tục đè nén cảm xúc, nhường nhịn và làm theo ý người khác, chúng ta dễ rơi vào trạng thái căng thẳng lo âu và thậm chí là trầm cảm. This not only affects our mental health but also makes us lose confidence and our sense of self -worth. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý mà còn khiến chúng ta mất dần đi sự tự tin và cảm giác về giá trị của bản thân. When facing unfair situations, instead of fighting back, Kind people often choose to stay silent and endure. Khi phải đối mặt với những tình huống bất công, thay vì phản kháng, những người hiền lành thường chọn cách im lặng và chịu đựng. This silence gradually creates a resentment inside, a smoldering dissatisfaction that can explode at any time. Sự im lặng này dần dần tạo ra một mối hận trong lòng. To avoid this, it is essential to learn to listen to yourself, know what you truly want and need. Để tránh điều này, cần học cách lắng nghe chính mình, biết mình thực sự muốn gì và cần gì. Don't be afraid that expressing your true feelings will upset others or harm relationships. Đừng lo sợ rằng việc thể hiện cảm xúc thật của mình sẽ khiến người khác khó chịu hay làm tổn thương mối quan hệ. Expressing your desires and feelings not only helps you feel relieved but also helps others understand you better, building relationships. Việc nói ra những mong muốn và cảm xúc của mình không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm mà còn giúp người khác hiểu bạn hơn từ đó xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn. In the end, kindness should not be or fear of your own feelings. Cuối cùng, sự hiền lành không nên là sự yếu đuối hay sợ hãi đối với cảm xúc của chính mình. Be good to yourself first. Learn to love and appreciate yourself. Hãy trở thành một người tốt với chính bản thân mình trước biết yêu thương và trân trọng bản thân. When you learn to appreciate yourself, the world will also begin to appreciate you. Khi bạn tự biết trân trọng chính mình, thế gian cũng sẽ bắt đầu trân trọng bạn. Part 2. Just being you is enough. Phần 2, chỉ cần bạn tồn tại là đã đủ rồi. In modern life, Many people are obsessed with achieving great success, meeting the expectations of society and those around them. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người bị ám ảnh bởi việc phải đạt được những thành công lớn lao, phải đáp ứng những kỳ vọng của xã hội và người xung quanh. They feel that their value only exists when they achieve something significant. When they are recognized and praised. họ cảm thấy rằng giá trị của mình chỉ tồn tại khi họ đạt được điều gì đó đáng kể khi họ được công nhận và khen ngợi. However, this makes them fall into anxiety, worry, and sometimes extreme exhaustion. Tuy nhiên, điều này khiến họ rơi vào trạng thái bất an, lo lắng và đôi khi là mệt mỏi tột cùng. A person's existence should not be measured by material or social achievements, but should be cherished simply for their presence. Sự tồn tại của một người không nên được đo lường bằng những thành tựu vật chất hay xã hội, mà nên được trân trọng vì chính sự hiện diện của họ. The story of a friend obsessed with work clearly illustrates this point. Câu chuyện của một người bạn bị ám ảnh bởi công việc minh họa rõ nét điều này. He always feels uneasy when not working always needs to be busy to feel valued. anh ta luôn cảm thấy bất an khi không làm việc luôn cần phải bận rộn để cảm thấy mình có giá trị. This obsession stems from childhood, when he didn't receive enough love and attention from his parents, leading him to always feel the need to prove his worth through work success. Sự ám ảnh này bắt nguồn từ thời thơ ấu khi anh ta không nhận được sự yêu thương và quan tâm đầy đủ từ cha mẹ, dẫn đến việc anh ta luôn cảm thấy phải chứng minh giá trị của mình bằng những thành công trong công việc. However, a person's real value does not lie in what they achieve, but in their simple existence. Tuy nhiên, giá trị thực sự của con người không nằm ở những điều họ đạt được, mà ở sự tồn tại đơn thuần của họ. When you realize that just being you is enough, you start to accept and love yourself. Freeing yourself from meaningless pressures and finding peace within your soul. khi nhận ra rằng chỉ cần bạn tồn tại là đã đủ bạn sẽ bắt đầu chấp nhận và yêu thương chính mình giải phóng bản thân khỏi những áp lực vô nghĩa và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn Accepting yourself and understanding that your existence is precious helps you break free from the vicious cycle of seeking validation from others. This also helps you build a healthier relationship with yourself with those around you. and with life in general. Điều này cũng giúp bạn xây dựng một mối quan hệ lành mạnh hơn với chính mình, với những người xung quanh và với cuộc sống nói chung. Part 3. The small things I realized in the meditation room. Phần 3. Điều nhỏ bé tôi nhận ra khi ở thiên phòng. Living in the meditation room is a special experience. Where simple values and the peace of the soul are highly respected. Sống trong thiên phòng là một trải nghiệm đặc biệt, nơi mà những giá trị đơn giản và sự tĩnh lặng của tâm hồn được tôn trọng tuyệt đối. In the space of meditation, it's easy to see that troubles and suffering don't come from external circumstances, but from our own thoughts and resistance to small things in life. Trong không gian thiền định, người ta dễ dàng nhận ra rằng những rắc rối, khổ tâm không phải đến từ hoàn cảnh bên ngoài mà từ chính những suy nghĩ và sự phản kháng của ta đối với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. For example, Being assigned the task of sweeping the stairs while already busy with food preparation might initially cause discomfort and a sense of injustice for having to do an extra task not under your responsibility. Cảm thấy bất công khi phải làm thêm một công việc không thuộc trách nhiệm của mình. However, just a slight change in perspective, performing the task with calm and compassion can make you realize that the discomfort was completely unnecessary. Tuy nhiên, chỉ cần một chút thay đổi trong cách nhìn nhận, thực hiện công việc với tâm lý bình thản và từ bi bạn sẽ nhận ra rằng sự khó chịu đó hoàn toàn không cần thiết. Instead of resisting and generating negative energy, accept it as part of life. Thay vì phản kháng và tạo ra năng lượng tiêu cực, hãy chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. During the time in the meditation room, There were moments of realization that we often worry and imagine what others think of us. Cũng trong thời gian ở thiền phòng, có lúc nhận ra rằng chúng ta thường lo lắng, suy diễn về những suy nghĩ của người khác đối với mình. A monk sitting opposite during evening meals, seemingly without any expression, led me to think that he might not like me or might be judging me. một nhà sư ngồi đối diện trong các bữa ăn tối dường như không có biểu cảm gì đã khiến cho suy nghĩ rằng ông ta có thể không thích mình có thể đang đánh giá mình. But when I had the chance to interact and talk, I realized that all those thoughts were just my own imagination nhưng khi có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện mới vỡ lẽ rằng tất cả những suy nghĩ đó chỉ là sự suy diễn của chính mình This shows that often we create worry and negative feelings without any real basis. Điều này cho thấy rằng khi tạo lo cực mà không có cơ sở thực tế nào. Understanding this helps free your mind from unnecessary worries and live more peacefully. Hiểu rõ điều này giúp ta giải phóng tâm trí khỏi những lo lắng không đáng có và sống an nhiên hơn. Part 4. How to deal with the feeling of being offended. Phần 4. Cách giải quyết cảm xúc, Phật lòng. The feeling of being offended often results from placing too many expectations on others. hoping they will understand and fulfill our desires without us having to express them. Cảm xúc, Phật lòng thường là hệ quả của việc chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào người khác, mong rằng họ sẽ hiểu và đáp ứng những điều mình mong muốn mà không cần phải nói ra. When the other person fails to do so, we feel disappointed, frustrated, and gradually become offended. Khi đối phương không làm được điều đó, chúng ta cảm thấy thất vọng, chán nản và dần dần trở nên phật lòng. This is a complex and uncomfortable emotion because it is not easily or resolved. Đây là một cảm xúc phức tạp, khó chịu vì nó không dễ dàng được bộc lộ hay giải quyết. If not addressed in time, This feeling can lead to cracks in relationships and make us tired both physically and mentally. Nếu không xử lý kịp thời, cảm xúc này có thể dẫn đến những rạn nứt trong mối quan hệ và khiến chúng ta mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. One way to deal with the feeling of being offended is through honest and open dialogue. Một cách để giải quyết cảm xúc Phật lòng là thông qua đối thoại thẳng thắn và cởi mở. When this feeling first arises, try to express it immediately instead of letting it build up. Khi cảm xúc này mới nhen nhóm, hãy tìm cách bày tỏ nó ngay lập tức thay vì để nó tích tụ. Suppressing emotions for a long time will lead to an explosion hurting not only yourself but also the other person. Việc dồn nén cảm xúc lâu ngày sẽ dẫn đến sự bùng nổ, làm tổn thương không chỉ bản thân mà cả đối phương. However, when expressing the feeling of being offended, avoid using a critical tone or attacking the other person and choose a time when you are calm. Tuy nhiên, khi bày tỏ cảm xúc Phật lòng, cần tránh sử dụng giọng điệu phê phán hay đả kích và nên lựa chọn thời điểm khi tâm trạng đã bình tĩnh. This helps avoid the relationship while still your emotions. Điều này giúp tránh làm tổn thương mối quan hệ mà vẫn giải tỏa được cảm xúc của bản thân. Also, if you often feel offended Take some time to reflect on yourself and ask why you have such expectations. ngoài ra, nếu bạn thường xuyên cảm thấy phật lòng, hãy dành thời gian để nhìn lại bản thân và tự hỏi tại sao mình lại có những kỳ vọng như vậy. It may be due to a lack of emotional support in the past or mental wounds that make you more easily offended than others. Có thể do sự thiếu thốn tình cảm trong quá khứ hoặc do những tổn thương tinh thần khiến bạn dễ dàng cảm thấy phật lòng hơn người khác. Understanding the deep cause of this emotion helps you adjust expectations and improve communication, making relationships better. Hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của cảm xúc này giúp bạn điều chỉnh kỳ vọng và cải thiện cách thức giao tiếp giúp mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Part 5. The warm embrace like sunlight. Phần 5, cái ôm ấm áp như ánh nắng mặt trời. An embrace, a simple action carries a miraculous power in conveying love and care. Cái ôm một hành động đơn giản nhưng lại mang trong mình sức mạnh kỳ diệu trong việc truyền tải tình yêu thương và sự quan tâm. The embrace is not just a way to express but also a means for to connect on a level. Cái ôm không chỉ là cách thể hiện tình cảm mà còn là phương tiện để con người kết nối với nhau ở mức độ sâu sắc hơn. When you hug someone,

Một cái ôm đúng lúc có thể xoa dịu nỗi đau, mang lại sự an ủi và cảm giác được yêu thương. It can help the recipient feel protected, safe and peaceful. Nó có thể giúp người nhận cảm thấy được chở che, an toàn và bình yên. In life, sometimes we don't need words, just a hug to feel that we are not alone. That someone is always ready to be with us, share and empathize with us. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta không cần lời nói, chỉ cần một cái ôm để cảm nhận rằng mình không cô đơn, rằng có ai đó luôn sẵn sàng ở bên, chia sẻ và đồng cảm với mình. Use the embrace as a way to express love to your loved ones because it can bring great spiritual values that you might not expect. Hãy sử dụng cái ôm như một cách để thể hiện tình yêu thương với những người thân yêu, bởi nó có thể mang lại những giá trị tinh thần to lớn mà bạn không ngờ tới. Part 6. Listening is an expression of love. Phần 6. Lắng nghe là một biểu hiện của tình yêu thương. Listening is not just about hearing words, but also the ability to understand and empathize with what others are going through. Lắng nghe không chỉ đơn thuần là việc nghe thấy những lời nói, mà còn là khả năng thấu hiểu và đồng cảm với những gì người khác đang trải qua. In life We are often so busy with our own thoughts that we forget to listen to others. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta quá bận rộn với suy nghĩ của chính mình mà quên đi việc lắng nghe người khác. However, truly listening is an art and a deep expression of love. Tuy nhiên, lắng nghe thực sự là một nghệ thuật và là biểu hiện sâu sắc của tình yêu thương. When you listen sincerely, you are showing the other person that they are important, that their emotions and thoughts have value. Listening also helps you connect more deeply with others, understand better what they are going through. and build stronger and more meaningful relationships. Lắng nghe cũng là cách để bạn kết nối sâu sắc hơn với người khác, hiểu rõ hơn về những gì họ đang trải qua, từ đó xây dựng những mối quan hệ bền chặt và đầy ý nghĩa. Sometimes, others just need someone to listen to them, not advice, not help, just someone to understand and share. Đôi khi, người khác chỉ cần ai đó lắng nghe họ, không cần lời khuyên, không cần sự giúp đỡ, chỉ cần một người hiểu và chia sẻ. This listening will bring them comfort and encouragement, helping them overcome life's difficulties. Chính sự lắng nghe ấy sẽ mang lại cho họ cảm giác được an ủi và động viên, giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Part 7. to the young people i love. Phần 7, gửi những bạn trẻ tôi yêu mến. Life is full of pressure and expectations that can make young people feel tired and lost. Cuộc sống đầy áp lực và kỳ vọng có thể khiến các bạn trẻ cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng. In the journey of growing up, we are often caught in the whirlwind of seeking success recognition from society and others. Trong hành trình trưởng thành, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của việc tìm kiếm sự thành công, sự công nhận từ xã hội và người khác. However, it is important to realize that happiness does not lie in material achievements or fame, but in living true to yourself, cherishing simple and genuine things. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở những thành tựu vật chất hay danh vọng, mà ở việc sống đúng với bản thân, trân trọng những điều giản dị và chân thật. Don't let social pressure shape your life. Live in the way that makes you happiest. Đừng để những áp lực xã hội định hình cuộc sống của bạn, hãy sống theo cách mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất. This may require courage to reject unrealistic expectations and to pursue what you truly love. Điều này có thể đòi hỏi sự can đảm để từ chối những kỳ vọng không thực tế và để theo đuổi những điều bạn thực sự yêu thích. Learn to love and take care of yourself, for only when you feel happy and peaceful can you bring happiness to those around you. hãy biết yêu thương và chăm sóc bản thân bởi chỉ khi bạn cảm thấy hạnh phúc và bình yên bạn mới có thể mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Part 8 When You First Fail in Life Phần 8 khi lần đầu tiên thất bại trong đời Failure is an unavoidable part of life and how you face it will determine your growth and future success. Thất bại là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống, và cách bạn đối mặt với nó sẽ quyết định sự trưởng thành và thành công sau này. Instead of or avoiding failure, see it as an opportunity to learn and grow. Thay vì sợ hãi hoặc trốn tránh thất bại, hãy coi nó như một cơ hội để học hỏi và phát triển. Each failure gives you the chance to reflect on yourself. Draw valuable lessons and adjust your actions to achieve better results in the future mỗi lần thất bại bạn sẽ có cơ hội nhìn lại bản thân rút ra những bài học quý giá và điều chỉnh hành động của mình để đạt được những kết quả tốt hơn trong tương lai more importantly failure helps you understand the value of perseverance effort and determination. Quan trọng hơn, thất bại giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị của sự kiên trì, nỗ lực và quyết tâm. It also builds patience and resilience, qualities necessary to overcome any challenge in life. Nó cũng giúp bạn xây dựng lòng kiên nhẫn và sự bền bỉ, những phẩm chất cần thiết để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Don't let failure erode your self-confidence. Instead, use it as a stepping stone to achieve bigger goals. When you accept failure as part of life, you will feel freer, stronger, and ready to face any challenge in the future. Khi bạn chấp nhận thất bại như một phần của cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy tự do hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong tương lai. Part 9. I love you very, very much. Phần 9, con yêu mẹ rất rất nhiều. Motherhood is a special relationship, filled with the deepest and most enduring emotions in each person's life. Tình mẫu tử là mối quan hệ đặc biệt, chứa đựng những tình cảm sâu sắc và bền chặt nhất trong cuộc đời mỗi người. However, in the hustle and bustle of life, we sometimes forget to express our love for our mother, to spend time caring for and showing gratitude to the one who gave birth to and raised us. Tuy nhiên, trong nhịp sống hối hả, chúng ta đôi khi quên đi việc thể hiện tình yêu thương với mẹ, quên đi việc dành thời gian để chăm sóc và bày tỏ lòng biết ơn với người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Đừng đợi đến khi quá muộn mới nhận ra rằng những khoảnh khắc bên mẹ là vô giá. Take time to tell your mother how much you love her. To care for and share the joys and sorrows of life with her. Hãy dành thời gian để nói với mẹ rằng bạn yêu bà nhiều như thế nào, dành thời gian chăm sóc và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với bà. Every small action, every loving word can bring joy and happiness to your mother, warming her heart in her later years. Mỗi hành động nhỏ Mỗi lời nói yêu thương có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mẹ, làm ấm lòng bà trong những năm tháng tuổi già. Treasure every moment with your mother, for motherhood is the most precious gift life has given us. Hãy trân trọng từng giây phút bên mẹ, bởi tình mẫu tử là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho chúng ta. Part 10. Understanding father. Phần 10: Hiểu về cha. The relationship with the father is often not expressed as clearly and directly as with the mother, but it also contains deep and meaningful emotions. Mối quan hệ với cha thường không được thể hiện một cách rõ ràng và trực tiếp như với mẹ, nhưng nó cũng chứa đựng những tình cảm sâu sắc và đầy ý nghĩa. A father may express love less in words instead choosing silent actions and sacrifices that we sometimes do not recognize Cha thường ít thể hiện tình cảm bằng lời nói thay vào đó là những hành động thầm lặng những sự hy sinh mà đôi khi chúng ta không nhận ra A father may be strict and reserved But behind that is a heart full of love and concern for his children cha có thể nghịch khắc ít nói nhưng đằng sau đó là một trái tim đầy yêu thương và lo lắng cho con cái Try to understand and feel the emotions that your father has for you hãy cố gắng hiểu và cảm nhận được những tình cảm mà cha dành cho mình

You will feel more grateful and love him even more. Khi bạn nhận ra và thấu hiểu được tình yêu thương của cha, bạn sẽ cảm thấy biết ơn và yêu thương cha nhiều hơn. The relationship with your father is an important part of life. Take time to understand and care for this relationship. Mối quan hệ với cha là một phần quan trọng trong cuộc sống. Hãy dành thời gian để hiểu và chăm sóc mối quan hệ này. Part 11: When meeting someone hard to forgive. Phần 11. Khi gặp người khó có thể tha thứ. Forgiveness is not only for others, but also a way to free yourself from the burden of hatred and resentment. Tha thứ không chỉ là việc làm cho người khác mà là cách để giải phóng chính mình khỏi gánh nặng của hận thù và oán giận. When we are hurt, can be very but it is the only way for the soul to find peace and Khi chúng ta bị tổn thương sâu sắc, việc tha thứ có thể rất khó khăn, nhưng nó lại là cách duy nhất để tâm hồn được thanh thản và bình yên. When you forgive, you not only make others feel lighter, but you also feel relieved. Remember that forgiveness does not mean forgetting what happened or accepting wrong actions, but letting go of resentment and hatred in your heart to move forward. Hãy nhớ rằng tha thứ không có nghĩa là quên đi những gì đã xảy ra hay chấp nhận những hành động sai trái, mà là buông bỏ sự oán giận và thù hận trong lòng để tiến về phía trước. Learn to, to find peace and happiness for yourself. Hãy học cách tha thứ để tìm lại sự bình yên và hạnh phúc cho chính mình. Forgiveness is a noble act, showing maturity and compassion helping you live a lighter and more peaceful life. Tha thứ là một hành động cao thượng, thể hiện sự trưởng thành và lòng từ bi, giúp bạn sống một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Part 12. Dear master, my heart is too sad. Phần 12. Thưa sư thầy, lòng con quá u sầu. In life There are times when our souls fall into sadness, feeling lost and not knowing what to do to escape this feeling. The most important thing is not to try to avoid or hide your sadness, but to face it. Accept it as part of life. Điều quan trọng nhất là không nên cố gắng trốn tránh hay che giấu nỗi buồn mà hãy đối diện với nó, chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Sadness is not an enemy. It is a natural that helps us understand more about and what is happening in our lives. Nỗi buồn không phải là kẻ thù, mà là một cảm xúc tự nhiên giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân và những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Find ways to connect with yourself. Listen to what your heart and soul want to say. Hãy tìm cách kết nối với chính mình, lắng nghe những gì trái tim và tâm hồn bạn đang muốn nói. Sometimes, sadness comes from focusing too much on the negative and forgetting the small joys around you. Đôi khi, sự u sầu đến từ việc bạn quá tập trung vào những điều tiêu cực, quên đi những niềm vui nhỏ bé xung quanh. Spend time your with positive thoughts, find in simple things and be for what you have. Hãy dành thời gian để nuôi dưỡng tâm hồn bằng những suy nghĩ tích cực, tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị và biết ơn những gì mình đang có. Peace does not come from avoiding sadness but from accepting and overcoming it, finding comfort and compassion within. Sự bình yên không đến từ việc trốn tránh nỗi buồn mà từ việc chấp nhận và vượt qua nó, tìm thấy sự an ủi và lòng từ bi từ bên trong. Part 13. The present is always awakening. It is the home of the soul. Phần 13. Hiện tại luôn thức tỉnh chính là quê hương của tâm hồn. Sống trong hiện tại là cách tốt nhất để tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc thực sự. The past is gone and the hasn't Only the present is the time we truly live. Quá khứ đã qua và tương lai chưa đến. Chỉ có hiện tại mới là thời điểm duy nhất mà chúng ta thực sự sống when you worry too much about the future or regret the past, you are missing the precious moments of the present khi bạn quá lo lắng về tương lai hoặc tiếc nuối quá khứ bạn đang bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá của hiện tại Cherish every moment of the present because it is where your soul can find peace and awakening. Hãy trân trọng từng giây phút hiện tại, bởi đó là nơi mà tâm hồn bạn có thể an trú, tìm thấy sự thức tỉnh và bình yên. Living in the present does not mean neglecting plans or goals, but focusing entirely on what is happening right now. Sống trong hiện tại không có nghĩa là bạn bỏ qua mọi kế hoạch hay mục tiêu, mà là bạn tập trung hoàn toàn vào những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Learn to find joy in small things, in the presence of loved ones, in simple yet meaningful moments in life. Hãy học cách cảm nhận niềm vui từ những điều nhỏ nhặt, từ sự hiện diện của người thân, từ những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống. When you live in the present, you will no longer be influenced by worries or stress about the future or sadness about the past. Instead, you will feel peace, happiness, and gratitude in every moment of life. Thay vào đó, bạn sẽ cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc và lòng biết ơn trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời. Part 14. You are just like Buddha. Phần 14. Bạn thật giống Đức Phật. Within each person lies a Buddha nature, that is, the inherent goodness, compassion, and potential for enlightenment trong mỗi người đều tồn tại một vật tính, tức là bản chất tốt đẹp, lòng từ bi và sự giác ngộ tiềm ẩn. When we look at others, instead of focusing only on their flaws and mistakes, try to recognize the Buddha nature within them and appreciate the good qualities they possess. Khi chúng ta nhìn vào người khác, thay vì chỉ chú ý đến những khuyết điểm và lỗi lầm Hãy cố gắng nhận ra Phật tính trong họ, trân trọng những phẩm chất tốt đẹp mà họ có. Recognizing and appreciating the Buddha in others not only helps you build better relationships but also peace and compassion to yourself. Việc nhận ra và trân trọng Phật tính trong người khác không chỉ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn mà còn mang lại sự bình an và lòng từ bi cho chính mình. Every time you interact with someone, remember that they too have a buddha nature like you, with good qualities that deserve respect and love. Mỗi khi bạn đối diện với người khác, hãy nhớ rằng họ cũng có Phật tính như bạn, cũng có những điều tốt đẹp đáng được tôn trọng và yêu thương. When you look at others with compassion and love, You will find that the world around you becomes more beautiful and your relationships become more gentle and harmonious. Khi bạn nhìn người khác với con mắt từ bi và yêu thương, bạn sẽ thấy rằng thế giới xung quanh trở nên tươi đẹp hơn, các mối quan hệ của bạn cũng trở nên nhẹ nhàng và hài hòa hơn. This is also a way to cultivate your soul, to live a peaceful and meaningful life. Đây cũng là cách để bạn tu dưỡng tâm hồn, sống một cuộc đời an lành và ý nghĩa hơn. Part 15. Allow yourself to suffer. Phần 15, hãy cho phép bản thân mình đau khổ. Suffering is an unavoidable part of life, and accepting it is necessary for us to grow and find happiness. Đau khổ là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống, và việc chấp nhận nó là điều cần thiết để chúng ta trưởng thành và tìm thấy hạnh phúc. Instead of avoiding or denying pain, allow yourself to feel it, to go through it fully. Thay vì trốn tránh hoặc phủ nhận nỗi đau, hãy cho phép bản thân cảm nhận nó, trải qua nó một cách trọn vẹn. Suffering helps us understand more about life, about the true values of happiness, and about ourselves. When you allow yourself to suffer, you not only face negative emotions but also open the door to overcoming them. Khi bạn cho phép mình đau khổ bạn không chỉ đối diện với những cảm xúc tiêu cực mà còn mở ra cánh cửa để vượt qua chúng suffering is opportunity for you to the life and share with the suffering of others đau khổ cũng là cơ hội để bạn nhận ra những điều quý giá trong cuộc sống để cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của người khác

and it will also bring you compassion and a deeper understanding of life trưởng thành từ đau khổ sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn đồng thời mang lại cho bạn lòng trắc ẩn và sự hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời